Chào các bác nhá. Hôm nay em vừa về muốn nô nồi cơm các bác nhá, nguyên bụi Nhật các bác nhá. Đấy, toàn hàng đẹp thôi. Hôm nay có 2 em nửa lít nhá. 2 em nửa lít. Một em 0.6, một em 0.67 nhá. Đấy. Lít 8 hôm nay có 4 em nhá. Một em Joyji gù màu trắng lít 8 này. Đấy, giòn rất như mới luôn các bác nhá. Siêu đẹp luôn. Chưa vệ sinh các bác nhá. Vừa về xong. Nồi các bác này. Giời. Như chưa dùng luôn các bác nhá. Xem này đợi bao nhiêu. 2016 các bác nhá. Ở đây 2016 này. Em Joyji đĩa bay 1 lít các bác nhá. Siêu đẹp luôn. Rồi thì đĩa bay các bác nhá. Em này roi gù lít 8 các bác nhá. Đấy 016. Em này là em roi đĩa bay cũng được 2016 các bác nhá. Đấy. Đây là em roi gù 1 lít. Em này là 2016 các bác nhá. Đây đây. Nguyên bộ Nhật giòn mới tinh các bác nhá. Nồi đẹp quá, kinh keng luôn. Toàn hàng đẹp thôi. Tối nay em sẽ lên video các bác nhá. Tiếp tục là một em roi gù đời 2019 các bác nhá. 2019 các bác nhá. Roi gù đời 2019 đây, nắp đít đây. Cái dòng này rất dễ vỡ nên là khi nhập về bên em tháo ra các bác nhá. Đây, tháo ra để ở trong này. Chút nữa em sẽ nắp lại các bác nhá. Toàn hàng kịch độc luôn. Tiếp tục một em roi gù đời 2017 nhé các bác nhé. Em này đời 2017. 2017 các bác nhé. Ngấm nước. Tiếp theo là một em Tiger lít 8 các bác nhé. Tiger 1 lít 8. Một em san xoài 1 lít 8 các bác nhá. Cực đẹp luôn. Giòn cực xanh các bác nhá. Đấy. Về tiếp với em Joyji Mammut nữa các bác nhá. Chưa vệ sinh các bác nhá, nguyên bụi Nhật luôn. Đấy, nồi đây các bác này. Cực đẹp luôn. Các bác nào có nhu cầu liên hệ giúp em qua số điện thoại là 0971051751 các bác nhá. Tiếp tục một em Tiger Cup Black 1 lít 8 các bác nhá. Nay đi đâu ấy? Tiếp tục là một em Panasonic 0.57 nha các bác nhá. Là 0.57, giòn rất xanh này. Nồi đây các bác. Đấy. Nguyên bụi Nhật luôn. Đấy. Em về trước 12 13 nồi các bác nhá. Một em Toshiba 0.60. Nồi đẹp lắm các bác nhá. Giòn đây các bác. Mới tinh. Đấy. Cuối cùng đây các bạn, lên cho các bác một em này. Là hàng kịch độc luôn. Đấy, một em Joyji. Nồi này nặng khoảng tầm 1,5 cân các bác nhé. Cái nồi này nặng khoảng tầm 1,5 cân nhé. Đấy, mới có cái keng luôn này. Dày đây các bác nhá, cái thành này nó dày như nào thì cái mép này như nào, cái thành nó dày, nó nồi nó dày như thế nhá. Đẹp lắm.
giòn này các bạn. Về toàn siêu phẩm nữa các bác nhé. Đấy, em này là một phân khúc cao cấp nhất, phân khúc đời cao của đời cao, gần như rồi đời cao nhất, đời mới nhất của dòng Joy Z các bác nhé. Đấy, có một vài đời cao hơn một chút nữa là bắt đầu nó có những cái, như hôm trước em lên một cái video nó có cái mở khóa bằng cảm ứng nhé. Đấy, đóng nắp vuông bằng cảm ứng nhé. Toàn hàng đẹp các bác nhé. Tối nay em sẽ lên video tất cả nồi này các bác nhé. Tất cả những cái nồi hôm nay vừa về này, chút nữa em sẽ vệ sinh và tối nay em sẽ lên video cho các bác nhé. Cùng với lại đây các nồi cao tần 1 lít dòng có này các bác nhé. VG đấy 011 này, 16 này, 17 này. Bana van dài. Đấy. Cùng với lại đây tô chuông tô trước các bác nhé. Tô chuông Sanio xoài Editor Oizama nhé. Rồi gì Vô lít 8 này. Rồi gì cắp lách đỏ đen. Rồi gì lít 8 cao tần. Panasonic cốc vừa ấm kết nối điện thoại 1 lít 8 các bác nhé. Ok. Đấy, thì các bác quan tâm thì các bác thợ thuyền thì có nhu cầu thì liên hệ giúp em qua số điện thoại 0971051751 nhé. Còn các bác muốn mua lẻ thì tối nay các bác theo dõi kênh YouTube Nhật Bãi Phú Cường nhé. Tối nay em sẽ lên video cho các bác nhé. Đấy, toàn hàng đẹp thôi, giá cả là phải chăng các bác nhé. Bam rồi gùm lít vừa về 2016-17-19. Một em rồi gì em bay 1 lít, một em rồi gù lít 8, em là cực đẹp các bác nhá. Màu trắng đấy, cực đẹp. Em rồi gì NWKB 10 nhá. Rồi gì voi ma mút nhá. Cực đẹp các bác nhá, nổi đây các bác. Đẹp lắm ạ. Tiger cấp lách 1 lít 8 các bác nhá. JPB gạch ngang A nhá. Lampana cao tần. Hai em nồi lửa lít. Sanio xoài lít 8. Tiger lít 8 các bác nhá. Ok các bác nhá. Đấy, các bác là muốn xem hàng trực tiếp về đây địa chỉ của em đây nhá. Công nghiệp Sao Vàng, thôn Quang Trung, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Đấy, số điện thoại em đây các bác nhá. Đấy, hai số điện thoại này. Đấy, các bác điện cho em qua số điện thoại 0971051751 các bác nhá. Đấy, còn tối nay em sẽ lên video trên YouTube Nhật Bãi Phú Cường các bác nhá. Đấy, các bác là muốn mua lẻ thì inbox trực tiếp cho em nhá. Đấy, inbox trực tiếp trên Facebook để giúp em. Đấy, rất nhiều các mặt hàng nhá. Ok các bác nhá.